Với xe đào tạo Forex, xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh đến nhà đầu tư mọi giá trị giao dịch ở trên thị trường để các bạn có thể nhìn nhận và đánh giá được rõ các giá trị thực tiễn này trên thị trường khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex phải thấy rõ được tất cả những giá trị kiến thức áp dụng vào trong thực tế bằng chính những giá trị tài khoản của bản thân người đứng ra chia sẻ, và họ phải minh chứng về điều này để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về những giá trị này ở trên thị trường giao dịch Forex. Từ những giá trị về thực tiễn ở trên thị trường, nhà đầu tư cần phải thấy rõ được về điều đó khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex trước khi các bạn tham gia một khóa học hoặc là nhận tín hiệu hoặc là nhận bất kỳ một giá trị nào từ một người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Không có vụ Á quân thế giới, không có vụ giao dịch Forex thành công ở trên thị trường hoặc là nhiều năm kinh nghiệm giao dịch ở trên thị trường mà không chứng minh được những gì mà họ chia sẻ ra bên ngoài bằng chính những tài khoản của người đứng ra chia sẻ ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn có thể thấy rõ được đâu là gì nhỉ? Cơ hội, đâu là những giá trị để các bạn nhìn nhận và đánh giá được các giá trị này ở trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư nên nhớ rằng các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, đây là những giá trị về cơ hội. Nhà đầu tư cần phải có thời gian trải nghiệm, cần phải có thời gian để nhìn nhận, cần phải có thời gian để mà đánh giá được các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Chứ không phải khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn chỉ cần nhìn thấy một thứ, đó là thứ bánh vẽ trên thị trường. Người đứng ra chia sẻ họ phải minh chứng về những giá trị thực tiễn này cho các bạn trong suốt thời gian dài để các bạn có thể nhìn nhận, các bạn có thể dần dần áp dụng, hiểu mà áp dụng vào trong thực tế. Chứ không phải các bạn lao vào trong thị trường rồi các bạn học còn chưa nhìn nhận được thầy giao dịch bằng chính những tài khoản của bản thân họ ở trên thị trường thì làm sao bản thân các bạn ra các bạn có thể hiểu để mà áp dụng vào trong thực tế. Đó là điều mà nhà đầu tư cần phải yêu cầu thầy của các bạn chứng minh về điều này khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị thực tiễn của bản thân mình ở trên thị trường để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá được rõ về những giá trị này trên thị trường. Tôi xin được chia sẻ về tài khoản thứ 3 của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex trong thời gian này để cho bản thân các bạn nhìn nhận và đánh giá rõ về những giá trị thực tiễn này